Kính thưa đồng bào thương mến, sau đây là phần cảnh báo và nhắc nhở vô cùng quan trọng. Chúng tôi đại diện Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Ngày hôm nay tôi nhắc nhở cho tất cả đồng bào người Việt Nam được biết là chúng ta có bổn phận làm gương cho tất cả nhân loại, là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Bởi vì người Việt Nam đã nhận được những phép lạ này trong lúc cầu nguyện. Những phép lạ đã hiện ra trên mây, những hình ảnh đặc biệt và những sấm lệnh mới của Thượng Đế ban cho tất cả nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã nhận được trước. Và Thượng Đế kêu gọi người Việt Nam chúng ta hãy làm gương trước, là ăn năn sám hối, cùng lúc phân phát những phép lạ này đến cho tất cả mọi người được biết gấp. Riêng phần dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta có bổn phận tập hợp, gấp rút và chuẩn bị tất cả những phương tiện cần thiết để cùng tôi làm việc cứu nguy Việt Nam bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Kính thưa đồng bào, tôi đã làm thay thế cho đồng bào quá nhiều năm nay. Giờ đây là giờ mà đồng bào phải làm bổn phận của mình. Hãy làm bổn phận của mình, gấp rút thông báo những tin mừng này đến cho nhiều người được biết gấp. Bởi vì tôi không thể tiếp tục làm thay thế cho đồng bào được nữa, vì tôi còn có một trọng trách nữa, là làm việc lãnh đạo cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng này và những sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vì thế người Việt Nam chúng ta hãy làm bổn phận của mình. Đây là sấm lệnh của Thượng Đế bảo tôi thông báo và cảnh báo cho tất cả mỗi người Việt Nam trên khắp quả địa cầu, cũng như thông báo cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu cần được biết gấp, và tất cả nhân loại trên 7 tỷ người giờ đây cần được biết gấp về những phép lạ này và những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Đồng bào mau mắn vào trang website facegodjesuschrist.com xem xét và học hỏi gấp, đồng thời thực thi bổn phận của mình đối với sự kêu gọi, mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Đặc biệt tôi kêu gọi và yêu cầu Linh Mục Mai Khải Hoàng và ông Lê Tinh Thông hãy đại diện cho đồng bào Việt Nam ở tại hải ngoại tổ chức những buổi họp mặt thường xuyên về việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để chu toàn bổn phận của mình đối với đồng bào và dân tộc Việt Nam chúng ta, nhất là đồng bào nhân loại nói chung và nói riêng là đồng bào Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta. Bởi vì nhân loại đang đối diện trước cơ tận diệt, nhiều sự việc sẽ xảy ra, chiến tranh và những động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ có nhiều biến chuyển trên quả địa cầu. Và chỉ có những kẻ nào thật sự ăn năn sám hối thì mới được cứu. Và đây là một số sấm lệnh mà nhân loại đang bắt đầu đối diện. Mỹ Nga tàu sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày. Đất kia sụp đổ nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào.
tản cư ngoại quốc người về trong Nam Việt Nam thời Âu Thước Bắc Cầu, để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Đó là sấm lệnh của tiên tri Việt Nam cách nay khoảng 160 năm về trước. Và kính thưa đồng bào thân mến, tại sao người Việt Nam chúng ta chụp được những hình ảnh này? Bởi vì người Việt Nam chúng ta may mắn được Thượng Đế chọn lựa. Và sẵn đây tôi cho đồng bào biết luôn, tổ tiên Việt Nam chúng ta là gốc hệ phái Moisen, đã đi từ Biển Hồng ở Trung Đông, ở Do Thái, và đã di dân về miền Đông Nam Á Châu. Và ông bà tổ tiên chúng ta đã lập quốc ở tại miền Nam Á Châu. Giờ đây đó là đất nước Việt Nam chúng ta. Đây là một tin mừng đặc biệt mà mỗi người Việt Nam chúng ta cần được biết gấp. Tổ tiên chúng ta là gốc Do Thái. Một lần nữa, Y Sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Và đồng bào cần phải làm bổn phận của mình, bởi vì mỗi chúng ta sẽ trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và phần thưởng sẽ vô cùng vĩ đại cho những kẻ nào biết vâng lời Ngài, vâng lời Ngài, sám hối gấp và thông báo những tin mừng sấm lệnh này đến cho nhiều người được biết gấp. Bởi vì trên 7 tỷ người trên quả địa cầu cần được biết về những sấm lệnh đặc biệt này. Một lần nữa, Y Sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Sau khi đồng bào tập học chuẩn bị tất cả các thứ, đồng bào cần tôi thì xin liên lạc với tôi, Y Sư Thánh Giống tại thế, Đại Việt Vương Đạo, công bình bác ái, thiện lành nhân bản, vân lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, giáng lâm một lần nữa để làm việc cùng đồng bào. Vì công bình bác ái, thiện lành nhân bản, luật lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho để nhân loại chúng ta được sống và tồn tại cùng càn khôn, do hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đặc biệt nhờ hồng ân của Cha Trời Giê-xu đã hy sinh cho nhân loại chúng ta được sống đến ngày hôm nay và mãi mãi sau này, cho bất cứ kẻ nào biết vâng lời Ngài, Ngài chính là Cha Trời Giê-xu. Giê-xu Thánh Giống chúng tôi kính chào tạm biệt.